chào các bạn, chúng ta đang quay trở lại với Gặp Nhau Cuối Ngày trên S Channel. Và ngày hôm nay 22 tháng 11, hãy cùng mình cập nhật những tin tức hot nhất và nổi bật nhất có trong ngày nhé. Cách đây ít phút thì Chipu đã trình làng một đoạn teaser hé lộ dự án âm nhạc mới của mình. Và được biết, dự án này được đặt tên theo trào lưu hashtag của rất nhiều nghệ sĩ V-pop hiện nay. Và sản phẩm mới có tên hashtag là MAVTE và đoạn teaser chỉ vòn vẹn có khoảng 15 giây nhưng mà đã khiến cộng đồng mạng mắt chữ O mồm chữ A vì sự lột xác hoàn toàn của Chipu. Trong đoạn teaser của mình thì Chipu đã xuất hiện với hình ảnh là bán nút rất táo bạo, khoe vòng một căng đầy cùng với tấm lưng trần không thể nuột nà hơn dưới khung cảnh dàn phơi quần áo phất phơ trước gió. Và phân cảnh có lẽ khiến cho dân tình thích thú nhất đó chính là lúc Chipu lột từng lớp áo và ôm chú heo trên tay và kết thúc với dòng chữ là ai gọi chi đó có chi đây, chờ chút nha. Và sự trở lại sau một thời gian dài vắng bóng thì Chipu đã thực sự khiến cho các fan trao đảo và cũng như là làm cho khán giả không khỏi tò mò về hình tượng mới mẻ mà cô mang lại trong MV lần này. Và hiện tại thì thời gian ra mắt MV vẫn chưa được công bố. Với hashtag như vậy thì không biết là các bạn có thể đoán tên được bài hát lần này của Chipu sẽ có tên là như thế nào không? Hãy comment ở dưới cho S-Channel cùng biết nhé. Vì tình yêu mà con người ta có thể làm tất cả, nhưng mà trong trường hợp của cô gái Ấn Độ vì bạn trai tuyên bố kết hôn với người khác mà giết bạn trai của mình và nấu thành thức ăn cho mọi người thì đúng là không thể tin nổi. Và theo như đài BBC đưa tin, một người phụ nữ tại Maroc khoảng 30 tuổi sau khi nghe tin bạn trai mà đã từng yêu 7 năm với mình tuyên bố là sẽ kết hôn với người khác thì đã vô cùng tức giận và đã ra tay sát hại bạn trai của mình. Mặc dù là phía cảnh sát không tiết lộ về cách người đàn ông xấu số bị giết, tuy nhiên thì họ nói rằng cô bạn gái đã dùng phần thi thể còn lại của anh để nấu thành một món ăn truyền thống và thậm chí là còn mang cho một số công dân Pakistan làm việc gần đó để ăn thử. Và được biết người phụ nữ này đã giết hại bạn trai từ 3 tháng trước nhưng mà vụ việc mới chỉ được phát hiện ra gần đây khi mà anh trai của nạn nhân đến nhà tìm anh ta ở thành phố Onain. Tại đây thì người anh trai đã bất ngờ phát hiện ra một chiếc răng người bên trong máy xay sinh tố. Người này thì đã bắt đầu hoài nghi và báo tin là em trai mình bị mất tích với cảnh sát và cơ quan chức năng thì ngay lập tức đã thực hiện các xét nghiệm DNA trên răng và xác nhận nó thuộc về nạn nhân và cũng chính là người bạn trai trong sự việc. Theo cảnh sát thì người phụ nữ trước đó đã nói dối với anh trai của mình rằng đã đuổi nạn nhân ra khỏi nhà và sau quá trình điều tra thì cô gái này đã phải thừa nhận hành vi của mình về vụ giết người và hành động dã man của cô ấy. Nữ sát nhân cũng đã khai nhận là đã nhờ một người bạn dọn dẹp giúp khu căn hộ sau khi ra tay sát hại bạn trai. Và hiện tại thì cô gái này đã bị bắt giữ và chuyển đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe tâm thần. Tin tức tiếp theo, gần đây thì cư dân mạng đang liên tục xôn xao và đồn tai nhau về trào lưu phẫu thuật thẩm mỹ body 6 múi, giải pháp dành cho những anh chàng không muốn tập luyện mà vẫn có thể sở hữu được một thân hình chuẩn không cần chỉnh. Ngay từ những năm 1990 thì chuyên ngành phẫu thuật thẩm mỹ đã sáng tạo ra đủ thủ thuật tạo ra 6 múi mang tên là tạc cơ bụng. Và để có thể có được ngoại hình như mơ thì các khách hàng sẽ được bước vào một cuộc phẫu thuật kéo dài khoảng 2 tiếng. Tuy là mang đến sự đau đớn với thời gian phục hồi khá là lâu, thế nhưng mà vẫn có rất nhiều khách hàng nam giới tìm đến loại hình làm đẹp này ngày nay. Với chi phí trung bình cho mỗi ca là khoảng 4.000 USD tương đương với khoảng 90 triệu đồng. Hơn nữa vì là đại phẫu thuật nên khách hàng rất có thể sẽ phải đối mặt với một số nguy cơ nhất định. Ví dụ như là nhiễm trùng sau khi phẫu thuật, múi bụng trông không được tự nhiên hay là sẹo xấu hay là tệ nhất là phản ứng tiêu cực với thuốc gây mê. Tuy phổ biến hiện nay tại các quốc gia trọng nhan sắc ví dụ như là Thái Lan hay là Hàn Quốc, nhưng mà cũng có rất nhiều ý kiến cho rằng không nên đưa bản thân của mình vào trạng thái nguy hiểm như vậy chỉ để làm đẹp cho vừa mắt thiên hạ. Và ngoài ra thì muốn có kết quả hoàn hảo nhất thì khách hàng cũng phải có cường độ tập luyện nhất định để nhằm tránh tình trạng là phần bụng 6 múi sẽ chẳng ăn nhập gì so với cơ thể cả. Thế nên là dù có phẫu thuật thẩm mỹ thì vẫn phải chăm chỉ tập luyện thể dục các bạn nhé. Tiếp theo, vào lúc khoảng 4 giờ 30 phút sáng ngày hôm nay, trên quốc lộ 13 thuộc ấp 3B, xã Minh Hưng, huyện Trơn Thành, Bình Phước đã xảy ra một vụ va chạm giữa một xe bồn chở xăng và một xe ba gác. Vụ tai nạn thì đã khiến cho xe bồn chở 10 khối dầu và 4 khối xăng lật đổ và tràn ra đường, vào nhà dân và bốc cháy làm cho 6 người thiệt mạng. Và theo trích xuất từ dữ liệu và thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam tại thời điểm xảy ra, vào lúc khoảng 4 giờ 33 phút cho thấy, xe bồn chở xăng biển kiểm soát là 93N2698 chạy với tốc độ lên đến 96 km/h và được điều khiển bởi tài xế có tên là Thạch Văn Phong. Khi đến xã Minh Hưng, huyện Trơn Thành, Bình Phước thì xe đã tông vào một xe ba gác đi phía trước và xe bồn đã tiếp tục lao qua giải phân cách rồi phóng lên vỉa hè, đâm sập vào trụ điện trung thế, làm đứt đi đường dây điện và sau đó thì chiếc xe đã lật nhào. Xăng dầu trên xe thì đã tràn ra quốc lộ và đã gây ra một vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Vụ tai nạn đã khiến cho 10 khối dầu, 4 khối xăng trên xe tràn ra ngoài, gây ra một vụ cháy dữ dội chưa từng có, làm cho 19 nhà dân cùng bốc cháy và trong đó thì có 2 căn nhà bị cháy hoàn toàn. Do thời điểm xảy ra sự cố thì người dân vẫn đang ngủ nên rất nhiều người đã không kịp thoát ra ngoài.
Những hình ảnh được ghi lại là hơn 100 mét dãy nhà mặt đường cháy thảm khốc và cảnh tượng tan hoang. Đáng buồn hơn là có 6 người thiệt mạng trong vụ tai nạn này. Trong số các nạn nhân xấu số thì 4 người là ở cùng một gia đình và ngoài ra thì còn hàng chục người khác đang bị thương. Tối ngày hôm qua thì ca sĩ Phan Ngọc Luân, học trò của Mr. Đàm trong cuộc thi The Voice, đã có những phát ngôn gây sốc về mối quan hệ tình cảm của mình với Đàm Vĩnh Hưng. Và sau vài giờ im lặng thì mới đây trên trang Facebook cá nhân của mình, Đàm Vĩnh Hưng đã đăng tải một giọng trạng thái khá dài về vụ việc này. Và cụ thể sau vài giờ im lặng thì Đàm Vĩnh Hưng đã chia sẻ rằng Phan Ngọc Luân trước giờ là học trò và mãi mãi là học trò của anh, nên dù là lần này có sai thì cũng không phải là kẻ thù. Và theo Đàm Vĩnh Hưng thì vì Phan Ngọc Luân quá ngu dại nên mới dẫn đến sự việc hiện tại, do đó anh sẽ tha thứ và mong khán giả cũng sẽ cho học trò của mình một cơ hội để sửa sai. Và ngoài ra thì Đàm Vĩnh Hưng cũng công khai thêm hình ảnh chụp màn hình tin nhắn giữa anh và Phan Ngọc Luân. Theo nội dung tin nhắn thì cả hai đã có một cuộc trò chuyện rất thẳng thắn ngay sau khi chia sẻ của Phan Ngọc Luân trước truyền thông, làm dậy sóng dư luận. Và điều đáng nói là đúng như những gì mà số đông khán giả dự đoán, Phan Ngọc Luân đã thừa nhận với Đàm Vĩnh Hưng rằng những gì anh đã nói chỉ nhằm mục đích PR cho bản thân cùng với sản phẩm mới ra của mình. Và tuy nhiên thì nam ca sĩ đã mau chóng gửi lời xin lỗi tới Đàm Vĩnh Hưng và khẳng định là không hề nghĩ là sẽ dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như vậy. Và thậm chí là Phan Ngọc Luân còn tiết lộ rằng tất cả mọi ồn ào đều do ekip của anh đứng đằng sau và định hướng thực hiện. Hoa hậu Hờ Hên Niê đã là đại diện cho Việt Nam để tham dự cuộc thi Miss Universe 2018. Và sau hơn một tháng bình chọn thì cuối cùng, bánh mì chính là bộ trang phục mà Hoa hậu Hờ Hên Niê sẽ chọn để mang đến cuộc thi nhan sắc hàng đầu thế giới này. Chỉ còn ít ngày nữa thì Hoa hậu sẽ chính thức lên đường đến với đấu trường của Hoa hậu Hàn Vũ Thế Giới 2018. Và người đẹp thì đã có một khoảng thời gian chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ trang phục cho tới ngoại ngữ và khả năng trình diễn của mình để có thể chiến đấu tại một trong những cuộc thi nhan sắc lớn nhất hành tinh. Và đặc biệt là sự đổi mới trong năm nay chính là việc ekip của Hờ Hên Niê đã chọn ra những thiết kế trang phục dân tộc độc đáo nhất và sau đó thì bình chọn quốc phục người đẹp sẽ mang ra đấu trường quốc tế. Và sau hơn một tháng thì cuối cùng sự kiện chính thức công bố Hờ Hên Niê sẽ đến với đấu trường của Hoa hậu Hoàn Vũ 2018. Mới đây thì ban tổ chức đã công bố kết quả cuối cùng. Bộ bánh mì đã được chọn để giới thiệu với bạn bè quốc tế không chỉ có văn hóa trang phục mà còn là văn hóa ẩm thực lâu đời của người Việt Nam nữa. Và kết quả này thì đã nhận được sự đồng thuận từ những người có chuyên môn lẫn khán giả. Qua đi một thời gian kể từ tháng 6 năm 2018 thì gần đây chuyện ly hôn của Hồng Nhung và chồng Tây một lần nữa lại rộ lên và dân cư mạng đang xôn xao bàn tán việc chồng cũ của nữ diva là doanh nhân Kevin Gilmore đã ngoại tình với một người phụ nữ Myanmar và đó cũng là nguyên nhân chính để cho cuộc hôn nhân của họ đã đứt gánh giữa đường. Và giữa thời điểm nhận được nhiều chỉ trích từ phía cư dân mạng Việt Nam thì trên trang cá nhân của doanh nhân Kevin Gilmore đã chia sẻ rằng cụ thể là chồng cũ của Hồng Nhung đã bày tỏ trong những ngày vừa qua thì người phụ nữ của anh đã nhận về rất nhiều chỉ trích, cho rằng là kẻ phá đám. Nhưng mà thông tin đó là sai sự thật. Anh cho biết đã ly hôn vào năm ngoái nhưng mà đến tận tháng 6 thì mới công khai rộng rãi. Và đây là một chuyện khá khủng khiếp đối với một nghệ sĩ. Anh cũng cho biết là anh và Thierry là người yêu mới của anh này đã đến với nhau sau khi ly hôn. Anh và Hồng Nhung có một cuộc sống tách biệt chứ không như những gì mà công chúng Việt Nam nghĩ. Và giữa thời điểm này thì bạn thân của Hồng Nhung là Hoa hậu Hà Kiều Anh đã bất ngờ chia sẻ hình ảnh mà nữ ca sĩ đang phải nằm viện. Và kèm theo đó thì Hoa hậu Việt Nam 1992 đã chia sẻ rằng cuộc đời trắng đen lẫn lộn, kẻ ngoa ngoắt thì lên ngôi, còn người nho nhã thì dáng chịu. Chị hãy cố gắng lên vì mọi người sẽ luôn ủng hộ chị và đặc biệt là hai thiên thần nhỏ sẽ luôn bên cạnh mẹ bồng yêu dấu. Và nhiều khán giả cũng rất là lo lắng cho nữ diva và cho rằng có thể là Hồng Nhung đang khá mệt mỏi trước những ồn ào đang diễn ra dù là đã ly hôn tới gần nửa năm rồi. Vừa rồi thì chúng ta đã cùng nhau tổng hợp lại những tin tức nổi bật nhất có trong ngày hôm nay 22 tháng 11. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Còn bây giờ thì xin chào và chúc các bạn ngủ ngon nhé.